Xin chào các em. Buổi học hôm nay thầy sẽ đi tiếp một cái trường hợp đặc biệt của phương trình vi phân cấp 1. Đó là phương trình vi phân cấp 1 ở dạng tuyến tính, nên ta còn đọc là phương trình tuyến tính cấp 1. Vậy mình quan sát coi người ta định nghĩa phương trình vi phân cấp 1 ở dạng tuyến tính có dạng như thế nào ha em. Đây, phương trình tuyến tính cấp 1 là cái phương trình được viết dưới dạng sau đây: y vớt cộng px nhân y bằng qx. Và thầy đặt tên phương trình tuyến tính cấp 1 này là 5.6. Để hồi mình nói nghiệm của phương trình này thì thầy nói nghiệm của 5.6 cho nó gọn ha. Và trong cái trường hợp đặc biệt, nếu bên tay phải này nè em mà nó bằng 0 luôn thì cái phương trình 5.6 này được gọi là phương trình tuyến tính thuần nhất. Còn ngược lại, nếu trong trường hợp tổng quát bất kỳ mà nó khác không thì cái phương trình 5.6 này được gọi là phương trình tuyến tính không thuần nhất. Mình nhìn cái dạng mới vừa định nghĩa đây, một trong những cái phương trình thầy đang cho dưới này được gọi là phương trình vi phân cấp 1 ở dạng tuyến tính, nên thầy gọi là phương trình tuyến tính cấp 1 ha. Thí dụ như câu A thì cái px là 1 trên x và qx là 3x. Còn câu B, px là 1 trên cos bình, còn qx là sin chia cos mũ 3. Vậy mình đã nhận dạng được khi thầy cho cái đề, mình đã thấy được ở lần đầu là phương trình vi phân cấp 1 ở dạng tách biến. Bây giờ lần thứ hai cũng phương trình vi phân cấp 1 nhưng ở dạng tuyến tính. Mình nhớ hay mỗi lần mình thấy có dx, dy hoặc mình thấy có y phẩy, đó là phương trình vi phân cấp 1. Bây giờ mình đã nhận dạng được nó ở dạng tuyến tính thì mình xem cách giải như thế nào. Sau đây thầy phải mô phỏng các cái bước đi và mình coi coi mình rút ra được kinh nghiệm để tìm nghiệm tổng quát bước đầu mình làm gì, bước hai mình làm gì và vân vân. Cái bước đầu tiên trong cái tình huống lý thuyết tổng quát thì người ta nói muốn tìm nghiệm của phương trình vi phân cấp 1, ta tiến hành hai bước chính. Bước chính đầu tiên là ta đi tìm nghiệm của phương trình thuần nhất tương ứng với phương trình đã cho. Mà thầy nói nếu nó ở dạng tổng quát thì gọi là phương trình tuyến tính không thuần nhất. Còn bây giờ mình đang nói phương trình tuyến tính thuần nhất là gì? Bên này là không. Như vậy thầy mới ghi lại cái dạng này là 5.6 phết. Vậy là y phẩy cộng px nhân y bằng 0. Cái này mình đang đi tìm nghiệm của phương trình thuần nhất tương ứng với phương trình đã cho nghe em, chứ chưa làm nghiệm tổng quát của phương trình đã cho. Vậy khi thầy tìm nghiệm của phương trình thuần nhất thì nó chính là dạng gì đây em? Y phẩy ta viết lại thành dy chia dx. Cái này thầy chuyển qua bên tay phải, thầy viết lại đổi dấu. Mà mình nhìn lại thì khi thầy dày thì thầy quy đồng lên, thầy chia y xuống. Thì mình nhìn lại thì mình thấy nếu mà mình nhân lên chia xuống thì chắc chắn điều kiện cần phải là y khác không. Hiện hồi trong trường hợp đặc biệt thì y bằng 0, mình xét lại nó cũng là nghiệm thôi. À, rồi, sau khi thầy nhân dx lên và thầy chia y xuống thì mình thấy đây là phương trình tách biến. Vậy thì phương trình thuần nhất tương ứng với phương trình đã cho luôn luôn là phương trình tách biến. Vậy ta lấy nghiệm bằng cách lấy tích phân hai vế. Thì mình nhìn trong cái lý thuyết thì cái px mình chưa biết nó là cái gì, nên thầy chưa có thể nào mà thầy ra được cái đáp số cụ thể, nên thầy ghi lại. Còn bên này dy chia y nguyên hàm sẽ là log triệt đối y hết. Vậy thầy có được đáp số. Mỗi lần lấy tích phân thì mấy em cộng thêm một cái hằng số c và thầy đặt tên là c phớt nào đó. Mình nhớ lại là logarit cơ số a của b bằng c thì thầy suy ra b bằng a mũ c. Thầy đổi lên loga cơ a của b bằng c thì suy ra b bằng a mũ c. Tương tự vậy, log nepe chính là logarit cơ số ơ, phải không em? Vậy log của triệt đối y sẽ là logarit cơ số ơ của triệt đối y. Vậy từ đây thầy suy ra triệt đối y, thầy đổi mũ ơ lên thì có phải nó ra đây. Đó là lý thuyết. Từ đây viết gọn lại, mình nhớ công thức a mũ em nhân a mũ anh sẽ bằng a mũ em cộng anh. Như vậy đây mình thấy thầy viết làm sao đây? Ơ mũ trừ tích phân này
cộng C phết thì có phải là ơ mũ trừ tích phân này nhân ơ mũ C phết. Mà mình nhớ ơ mũ C phết là con số mà, nên thầy đặt tên là số C1 nào đó. Cái này thầy chép lại. Được chưa mẹ? Rồi vậy là mình đã có những cái chuyện bình thường vậy ha. Vậy mình thấy rõ ràng ở đây thì con số C1 thầy đặt là ơ mũ thì đương nhiên thầy có giải thích nó là số dương thôi. Vậy là triệt đối y bằng này là hợp lý quá rồi, dương. Vậy là theo mình có phải triệt đối phá ra là cộng trừ. Được ha. Vậy trong tình trạng cộng trừ C1 đó thì thầy đặt tên nó là số C2 nào đó. Vậy cái này theo mình có phải nó chính là nghiệm tổng quát của 5.6 này. Được hay mềm ha. Rồi, như vậy thì trong tình huống này thì thầy mới nói rằng là ta thấy rõ ràng có phải y bằng không nó luôn luôn làm cho bài toán 5.6 phết này là thỏa. Nên từ điều đó thầy mới nói vậy thì 5.6 phẩy này hay phương trình thuần nhất tương ứng với phương trình đã cho này luôn luôn có nghiệm tổng quát là y bằng c nhân ơ mũ trừ tích phân của t để vậy mình nhìn cái này mới là nghiệm của 5.6 phẩy thôi. Vậy ta đi qua bước số 2. Bước số 2 là gì? Ta dùng phương pháp biến thiên hằng số Lagrange để tìm nghiệm tổng quát của 5.6 là tìm nghiệm tổng quát của phương trình tuyến tính cấp 1 dưới dạng như sau. Y bằng, vậy cái hằng số C đó nó biến thành cái hàm theo biến x, thầy tạm đặt tên luôn là Cx nhân với ơ mũ trừ tích phân Px để. Vậy là cái hàm này mình phải đi tìm. Vậy ta đi tìm bằng cách nào? Thì mình muốn đi tìm nghiệm của 5.6 thì mình cầm cái y này mình thế vào 5.6 để mình tìm Cx. Mà mình thế vào 5.6 thì mấy em nhớ mình có cái gì để mấy em? Có y phẩy, nên thầy phải tính y phẩy. Ở đây mình coi như cái này là dạng gì đây em? U nhân V. Mà U nhân V đạo hàm là U phết V. Vậy là U phết nhân V. Tới đây được chưa em? Cộng V phết nhân U. Coi chừng ngay chỗ này. V phết nhân U. Vậy cái CX này thầy chép lại nè mấy em. Vậy cái ơ này là gì đây mấy em? Ơ mũ U đạo hàm bằng U phẩy nhân ơ mũ U. Vậy ơ mũ U là ơ mũ trừ tích phân. Thầy chép lại. U phẩy là gì? Nguyên cái mũ này phải. Mà mình nhớ có tính chất gì mấy em? Đạo hàm của một tích phân thì bằng chính cái hàm dưới dấu tích phân. Như vậy thì thầy có là đạo hàm của cái tích phân này là bằng Px dấu trừ chép xuống. Đây. Chứ hồi nãy mình đọc là U phết V cộng V phết U mà sao có dấu trừ? Đó chính là cái này. Và mấy em nhìn cho thật kỹ mấy em. Cái này là cái gì đây mấy em? Đây. Cái này là Y nè. Y ở trên hả? Vậy thầy chép lại. Y phẩy sẽ bằng C phẩy X nhân với cái này trừ PX nhân Y. Và thầy cầm cái Y phẩy này thầy thay vào 5.6. Vừa mới thay vô thì mình nhìn thấy cái khúc này cộng cái này nó bị mất luôn. Vậy thầy còn lại có phải là C phẩy X bằng cái này. Đúng không em? Tại sao bằng? Kiểm tra lại một lần nữa. C phẩy X nhân với cái ơ mũ này bằng QX. Vì cái này mất rồi. Vậy mình chia xuống, vậy là có phải là C phẩy X bằng QX chia cho ơ mũ. Rồi mũ này là có dấu trừ. Như vậy thầy mới nghịch đảo lên trên thì nó mới thành dấu cộng. Cái chỗ này mấy em quan tâm một tí nhé. Rồi, vậy thầy có C phẩy. Vậy từ đây mình muốn đi tìm CX, có phải mình đi lấy tích phân là xong? Nhưng mà lấy tích phân hai vế thì là C phẩy có nguyên hàm là CX. Còn bên này lấy tích phân là xong rồi. Vậy thầy có CX, thầy cầm cái này, thầy gắn vào trên này. Có phải thầy tìm được nghiệm tổng quát của phương trình 5.6 đã cho? Thôi, để này nhân với cái ơ mũ này xấu quá, thầy viết qua bên này, thầy nghịch đảo xuống cho nó đẹp. Và từ cái này, thầy mới ngộ ra một điều. Vậy để đi tìm nghiệm của 5.6, ta tiến hành những cái bước nhỏ như sau. Em, bước nhỏ thứ nhất, thầy làm gì? Thầy đi tính cái này trước nè mấy em. Vậy thầy đặt tên đó là mx bằng ơ mũ cái tích phân px để. Có nghĩa là thầy tính cái mẫu này trước nè. Và thầy đặt tên là mx.
Vậy theo mình, nếu thầy tính được cái mẫu này, thầy đặt tên là mx, thầy gắn vô đây là mx luôn nè mấy em. Nè, cái này nè. Vậy là bước thứ hai, thầy đi tính tích phân. Đây là tích phân qx nhân mx dx. Đấy, vậy thầy đi tính tích phân này được bao nhiêu, thầy đặt tên là tx. Và thầy trả lời, vậy nghiệm tổng quát của phương trình đã cho sẽ là y bằng tx cộng c chia mx. Vậy là sau khi chứng minh một hồi, thầy nhớ lại để tìm nghiệm của phương trình tuyến tính cấp 1. Mấy em chỉ nhớ cái trang chỗ này là xong ngay. Thầy vô bài tập cụ thể. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình tuyến tính cấp 1 như thế này. Anh nhìn vô từ phương trình tuyến tính cấp 1 thì mấy em thấy rõ ràng có phải px của mình là mấy? 1 trên x, qx là 3x. Vậy ta đi tính mx bằng ơ mũ tích phân tx. Được hay mấy em? Mà dx chia x thì nguyên hàm là log x. Vậy là ơ mũ log. Mình có công thức cơ bản gì mấy em? Ơ mũ log a sẽ bằng a. Vậy ơ mũ log x sẽ bằng x. Vậy thầy đã tìm được mx. Thứ hai, mấy em đi tính cái gì mấy em? Tx bằng tích phân mx nhân qx. Mx ở đây chép xuống. Qx từ đề bài cho ta có. Vậy rút gọn x nhân 3x ta sẽ được 3x bình. Hết. Mà mình nhớ x bình thì nguyên hàm là x mũ 3 chia 3. Vậy 3x bình nguyên hàm là x mũ 3. Thầy xong bài. Vậy thầy trả lời phải nghiệm tổng quát của phương trình là y bằng tx cộng c chia mx. Mình gán vô, nạp bài. Rút gọn lại ha. X mũ 3 chia x ta được x bình, cộng c x thêm em. Vậy ta có nghiệm tổng quát. Theo qua bài số 2, tìm nghiệm tổng quát của phương trình này. Từ phương trình này mấy em có thấy px của mình là mấy em? 2 trên x, còn qx là nguyên bên tay này. Rồi, ta tính mx bằng ơ mũ tích phân px để x. Rồi mình gán vô mấy em. Vậy là 2 chia x thì số 2 để ngoài. Dx chia x nguyên hàm là log x. Rồi tới đây mình làm đẹp nha mấy em. Mình có log a mũ alpha. Có phải luôn luôn mình viết thành alpha nhân log a. Vậy chỗ này mình viết thành gì? 2 log x nghĩa là log của x bình. Vậy ơ mũ log x bình. Mà ơ mũ log a sẽ là a. Vậy chỗ này thầy sẽ được x. Mình nắm được tình hình đó chưa? Rồi. Vậy, bước thứ hai thầy tính tx là tích phân mx nhân qx gán vô. Và thầy rút gọn lại thì cái tích phân này để tính chắc là không ra công thức cơ bản. Để tính tích phân này thầy dùng phương pháp tích phân từng phần. Ta đặt u bằng gì mấy em? Đặt u bằng log x, dv là cái còn lại. 4 x mũ 3 dx. Từ đây qua du sẽ bằng cái log đạo hàm bằng 1 trên x nhân dx. Còn dv nguyên hàm sẽ là v. Còn 4 x mũ 3 nguyên hàm sẽ là x mũ 4. Vậy là dòng dưới lấy nguyên hàm, dòng trên mình lấy vi phân cấp 1 ha mấy em. Vậy tx công thức là gì mấy em? U nhân v trừ tích phân v nhân du. Và mình ra đáp số u nhân v trừ tích phân v nhân do. V nhân do mấy em rút gọn lại có phải còn x mũ 3. Khúc trước đáp số, khúc sau mình nhìn lại x mũ 3 có nguyên hàm là x mũ 4 chia 4. Rồi vậy thầy có được đáp số của mình, nghiệm tổng quát sẽ là y bằng tx cộng c chia mx. Rồi mình gắn vô, mình rút gọn cho đẹp ha mấy em. Đơn giản x bình sẽ còn x bình nhân log x. Còn thằng này chia có phải là trừ x bình chia 4. Rồi thằng này chia là c chia x bình. Hết. Vậy đây là nghiệm tổng quát của phương trình y bằng nó. Trước khi đi qua bài tập số 3, mấy em hay gặp một kết quả này trong quá trình tính toán nè mấy em. Đây, tính tích phân này. Mình ra đáp số luôn ha. Ơ mũ x nhân dx. Vậy để đi tính tích phân này hay tìm nghiệm ta dùng phương pháp từng phần. Đặt u bằng x, dv là ơ mũ x dx. Từ đây qua đây lấy vi phân hả mấy em? U đạo hàm bằng 1 nhân du, x đạo hàm bằng 1 nhân dx. Dv có nguyên hàm bằng v, ơ mũ x thì nguyên hàm là chính nó. Vậy tích phân y bằng u nhân v
trừ tích phân V nhân DO. U nhân V chính là X ơ mũ X. Trừ tích phân của này nhân này sẽ là tích phân của ơ mũ X DX. Mà ơ mũ X thì nguyên hàm là chính nó. Vậy từ đây thầy có kết quả tích phân của ơ mũ X nhân DX có đáp án sẽ là X trừ 1 nhân ơ mũ X được cộng C. Cái này thầy đặt ơ mũ X ra ngoài em. Đấy. Vậy là câu như 11 thầy gặp cái nguyên hàm của thằng này, thầy ra đáp án luôn đây ha. Thầy lơ bài 3 như sau. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình. Và có cho thêm giả thiết, vậy cái này gọi là tìm nghiệm riêng của phương trình ha em. Vậy trước mắt ta đi tìm nghiệm tổng quát trước. Rồi, vậy trong cái đề này thì em nhận ra là Px là một trên cos bình, còn Qx là bên tay phải này. Đúng không em? Bên tay phải này. Rồi, thầy coi. Bước 1, ta tính Mx sẽ là gì? Ơ mũ cái tích phân Px, thầy gán vô. Dx chia cos bình, vì Px của mình là một chia cos bình. Vậy Dx chia cos bình, mình nhớ công thức cơ bản là một trên cos bình, nguyên hàm sẽ là tăng x. Rồi, vậy là ơ mũ tăng. Hết làm đẹp. Thầy qua bước số 2, thầy tính Tx. Mà Tx là gì? Tích phân của Mx nhân Qx. Rồi em gán cái này vô. Mình nhìn cái đề này thì mình coi coi. Nếu em xem x là ẩn thì phức tạp lắm em ơi. À, từ từ. Vậy có phải là một trên cos bình nguyên hàm sẽ là tăng. Như vậy thì chỗ này có phải là một trên cos bình dx, thầy sẽ ghi d tăng. Vậy chỗ này là gì? Tăng nhân ơ mũ tăng nhân d tăng. Có phải giống ở bên kia? X nhân ơ mũ x nhân dx thì bên này tăng nhân ơ mũ tăng nhân d tăng thì nguyên hàm có phải là tăng trừ 1 nhân ơ mũ tăng. Đây, thầy đã xong. Thầy có đáp số. Nghiệm tổng quát của phương trình là y bằng tx cộng c chia mx và thầy gán cái này vô. Mấy em làm đẹp lại mấy em. Ha. Có làm đẹp liền thì chỗ này mấy em nhìn nè, cái thằng này có phải rõ ràng là mất nè. Chỗ này còn lại tăng trừ 1 nè. Cộng với C chia ơ mũ tăng. Được ha em? Vậy Y bằng tăng trừ 1 cộng C chia ơ mũ tăng là nghiệm tổng quát. Bây giờ thầy muốn tìm C để thầy ra được nghiệm riêng. Thầy thay cái X bằng 0, cái Y bằng 0 vào cái này. Y thầy thay bằng số 0. Tăng trừ 1 mà tăng của 0 nó cũng là 0. Vậy còn lại trừ 1. Tiếp tục em, tăng 0 là 0, ơ mũ 0 là 1, vậy C chia 1 là C. Vậy thầy có được đây, nên thầy suy ra C bằng 1. Và từ đó thầy có nghiệm riêng sẽ là lấy từ nghiệm tổng quát Y bằng, nhớ hàng này mất rồi em, tăng trừ 1, cộng với C chia ơ mũ tăng, mà C bằng 1 là 1 chia ơ mũ tăng, nên thầy nghịch lên là ơ mũ trừ tăng là đáp án cuối cùng. Vậy đây chính là nghiệm riêng của phương trình. Là một bài cuối trong cái phần này em. Bài số 4. À, mà nhìn vô bài 4 này, nếu ở bên này có cái gì đó thì nó là phương trình tuyến tính cấp 1. Nhưng bên này bằng 0 luôn thì cái này là phương trình tuyến tính cấp 1 ở dạng thuần nhất. Được không em? Mà hồi nãy trong quá trình chứng minh mình biết phương trình tuyến tính cấp 1 ở dạng thuần nhất nó là phương trình tách biến luôn. Bài này trở về cái chủ đề đầu trước khi mình kết thúc rồi. Thay chữ DI, thay chữ Y phải bằng DI chia DX. Rồi, DI giữ lại, nhân cái DX lên, vậy mình chia cái Y xuống. Được không em? Vậy là mình khỏi xét Y khác không cũng được, còn mình kỹ lưỡng mình cứ xét Y khác không rồi chia thoải mái. Vậy là tách biến rồi thì lập tức ta lấy tích phân hai vế để ra nghiệm. Thì mình nhìn ở bên tay trái DI chia Y nguyên hàm là log Y. Bên tay phải coi lại một tí mình xem được cái gì nè. Nếu thầy xem cái mẫu là chữ U thì đạo hàm nó sẽ ra một đạo hàm bằng 0, cốt đạo hàm ra trừ sin. Vậy chính vì lẽ đó mà thầy viết cái tử thầy nhân cho trừ 1 và thầy nhân bên ngoài cho trừ 1.
để nó không thay đổi bài. Nhưng nhân để làm gì? Ở đây thầy sẽ được U phớt trên U, nguyên hàm sẽ là log U. Vậy bên trái DI chia Y, nguyên hàm là log triệt đối Y. Bên tay phải dấu trừ chép lại, nhưng cái này là U phớt trên U, có nguyên hàm là log triệt đối U. Thầy kết thúc. Rồi, ta log, log vậy thôi, thay vì cộng C thì thầy cộng với log triệt đối C để thầy làm đẹp cho nó nhanh. Vậy thầy chuyển cái này qua bên trái thành dấu cộng, ta có log A cộng log B được viết đẹp, log A nhân B. Rồi, vậy thầy cho hai cái trong cái triệt đối này bằng nhau, rồi thầy nộp bài. Được không em? Nhưng mình nhìn lại Y bằng C chia luôn cũng được. Được không? Cho mình có nghiệm tổng quát. Nhưng trong trường hợp hồi nãy mình xét là khác không, nhưng mà mình nhìn lại ngay từ đầu đề, có phải nếu Y bằng 0 thì Y phẩy cũng bằng 0, vậy là 0 trừ 0 bằng 0 là luôn luôn làm cho bài toán đúng. Vậy đây chính là nghiệm tổng quát của phương trình. Được không em? Kết thúc bài. Vậy là thầy đã xong được cái dạng số 2 của phương trình vi phân cấp 1 là phương trình tuyến tính cấp 1. Và thầy cũng kết thúc cái chủ đề số 1 ở chương 5 ngay chỗ đây. Được ha. Vậy ở chủ đề này thì mình nhớ cho thầy thế nào là phương trình vi phân cấp 1. Và mình nhớ cách giải phương trình vi phân cấp 1 ở hai dạng đặc biệt mà thầy vừa cung cấp là dạng gì mà? Dạng tách biến và dạng tuyến tính. Mình làm sao? Để nhớ coi mình giải bài tập tốt được chưa, mình về mình làm một số bài trắc nghiệm cho thầy và xem lại đáp án. Buổi học hôm nay mình kết thúc ở đây ha em. Xin chào các em. Mình hẹn gặp ở cái chủ đề tiếp theo của chương 5.